không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh, các khu du lịch, khu vui chơi hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà thành phố này còn lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia và mỗi bảo vật đều có câu chuyện lịch sử đầy thú vị, khẳng định những giá trị văn hóa, vật thể độc đáo của nền văn hóa Chăm Pa. Bảo tàng Chăm đang lưu giữ 6 bảo vật quốc gia mang giá trị độc bản, quý hiếm, có niên đại lâu đời. Đài thơ Tra Kiệu. Tượng Bồ Tát Tara. Đài thơ Đồng Dương. Tượng thần Ganesha. Tượng Gajasimha. Đài thơ Mỹ Sơn E1. Các bảo vật lần lượt được công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2012, 2018, 2020. Xin giới thiệu với Minh Kim, đây là cái tượng Bồ Tát Tara, là tượng phát hiện ở tại Đông Dương vào năm 1978. Các chi tiết được chạm khắc trên bức tượng cực kỳ tỉ mỉ, tinh xảo. Đặc biệt là cái búi tóc ở phía trên đầu tượng Tara là cái tượng Phật A Di Đà. Phía dưới là cái đầu được chạm trổ tỉ mỉ, độc đáo, với cái mũi cao, đôi mắt được chạm khắc những cái hạt ngọc bằng những cái kim loại quý. Phía dưới là một cái xà rông được chạm khắc rất là tinh tế. Cái giá trị tiêu biểu của cái bức tượng này là một tượng là nguyên gốc. Đây là một cái hiện vật mà có hình thức là rất là độc đáo. Bảo vật quốc gia tượng Bồ Tát Tara được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cất giữ nghiêm ngặt. Nơi đây chỉ mở cửa cho công chúng xem vào dịp đặc biệt. Ekip Đà Nẵng cuối tuần vừa có cơ hội đặc biệt chiêm ngưỡng bức tượng được đặt trên một bệ đá vuông trong một căn phòng với hệ thống chiếu sáng độc đáo. Bồ Tát Tara có lớp men đồng màu xanh, sáng bóng, rất đẹp mắt. Ngoài tượng Bồ Tát Tara, còn bản gốc tượng Ganesha cũng được lưu giữ trong kho đặc biệt. Giới thiệu Minh Kim, đây là cái bức tượng Ganesha, tượng là được phát hiện tại tháp E5 của Mỹ Sơn. Được đưa về bảo tàng những năm 1918. Thì đây cũng là một cái bảo vật quốc gia và tượng có cái giá trị rất là tiêu biểu. Thứ nhất là đây là một hiện vật rất là nguyên gốc. Thứ hai đây là cái hiện vật là có cái hình thức rất là độc đáo. Và thứ ba là đây là hiện vật mà đại diện cho một cái phong cách nghệ thuật. Tượng thể hiện ở một cái dáng đứng và cái gồm bốn cái tay. Các cái chi tiết điêu khắc trên bức tượng tỉ mỉ, tinh xảo. Thì hôm nay Kim cũng cảm thấy rất là vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng hai bản gốc của tượng Ganesha và tượng Bồ Tát Tara. Thì không biết công tác bảo tồn cũng như là truyền thông ở bảo tàng mình là như thế nào ạ? Đối với hai cái bức tượng Ganesha và tượng Tara được lưu trữ tại kho của Bảo tàng Điêu Trâm, thì hai bức tượng này cũng là được công nhận bảo vật quốc gia. Và hàng năm Bảo tàng Điêu Trâm cũng có những cái kế hoạch trưng bày trong những cái dịp quan trọng của bảo tàng, trong những sự kiện lớn để giới thiệu, truyền thông quảng bá đến du khách trong và ngoài nước để tìm hiểu về, nghiên cứu về những cái giá trị của cái hai bảo vật này. Mời Minh Kim mình đi tham quan 4 cái bảo vật quốc gia đang ở trưng bày ở tại bảo tàng.
Tượng Gajasimha có niên đại khoảng thế kỷ 12 là hiện vật thuộc dạng đẹp. Còn nguyên vẹn và tiêu biểu nhất trong số những tượng Gajasimha được tìm thấy trong nền nghệ thuật điêu khắc Champa. Từ bố cục, dáng vẻ và những chi tiết chạm khắc, hoa văn được thể hiện hoàn hảo, độc đáo, đầy ấn tượng và sống động, mang những yếu tố đặc trưng tiêu biểu cho một phong cách nghệ thuật xuất hiện vào giai đoạn muộn của nghệ thuật điêu khắc Champa, đó là phong cách tháp mẫm. Đài thờ Đông Dương có niên đại cuối thế kỷ 9, đầu thế kỷ 10 là bằng chứng vật chất độc đáo, minh chứng cho một giai đoạn phát triển rực rỡ về văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc và điêu khắc của Vương quốc Champa. Những đường nét điêu khắc và hoa văn trang trí trên đài thờ được xem là một trong những yếu tố đặc trưng tiêu biểu cho một phong cách nghệ thuật điêu khắc Champa, phong cách Đông Dương. Đài thờ Mỹ Sơn E1 là hiện vật tiêu biểu cho loại hình đài thờ tại khu di tích Mỹ Sơn. Đây là một đài thờ Champa duy nhất được tìm thấy, có miêu tả nhiều nhân vật và cảnh sinh hoạt, cũng như cảnh tượng thiên nhiên, động vật. Về kiến trúc, đài thờ Mỹ Sơn E1 còn là một cứ liệu tiêu biểu cho loại hình đài thờ có kích thước lớn và có chạm khắc chung quanh, gồm nhiều mảnh ghép, tiêu biểu cho giai đoạn đầu của việc xây dựng các tháp Chăm. À, đây là cái đài thờ Trà Kiệu. À, đài thờ cũng được xếp hạng là bảo vật quốc gia vào năm 2012. Đài thờ này là được khai quật và đưa về bảo tàng từ những năm 1901. Là một cái đài thờ lớn được phát hiện tại di tích Trà Kiệu còn lại cho đến ngày nay. Theo như một số lý giải của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, thì bốn mặt chạm khắc của đài thờ này là thể hiện cái nội dung trong cái trường ca Ramayana. Sau khi tham quan và chiêm ngưỡng 6 bảo vật quốc gia thì có thể thấy rằng mỗi hiện vật thì trong đó nó kết tinh cả một câu chuyện về lịch sử, văn hóa hàng trăm năm và thậm chí là hàng ngàn năm. Vậy với những giá trị này thì Bảo tàng Chăm Đà Nẵng đã làm như thế nào trong thời gian qua để bảo tồn và phát huy giá trị của hiện vật? Bảo tàng cũng đã là xây dựng các cái kế hoạch, những cái chương trình giáo dục cho khách du lịch trong và ngoài nước hướng đến giới thiệu những cái giá trị về lịch sử, giá trị văn hóa và nghệ thuật điêu khắc đối với 6 bảo vật quốc gia, xây dựng các cái chương trình giáo dục dành cho thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về cái nội dung ý nghĩa của bảo vật quốc gia lưu giữ tại Bảo tàng Điêu Khắc Chăm. Hàng năm thì Bảo tàng Điêu Khắc Chăm bình quân đón khoảng 200.000 lượt khách đến tham quan tại bảo tàng, đặc biệt là khách tham quan rất chú trọng tới 6 bảo vật quốc gia. Thì đây là một tín hiệu đáng mừng cho Bảo tàng Điêu Khắc Chăm để có thêm động lực tiếp tục nghiên cứu và đề xuất xếp hàng thêm nhiều bảo vật quốc gia nữa trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn anh vì những chia sẻ cũng như là thông tin rất là bổ ích vừa rồi. Thưa quý vị khán giả, tính đến tháng 10 năm 2023 thì Bảo tàng Chăm là nơi lưu giữ và trưng bày 6 bảo vật quốc gia, là nơi tham quan du lịch không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng trong công tác bảo tồn, quản lý và quảng bá để các bảo vật quốc gia thực sự phát huy được giá trị, xứng tầm với danh hiệu được công nhận và luôn là niềm tự hào của thành phố Đà Nẵng.